cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện. Cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha, con khởi đầu ngày mới với hành động biết ơn. Tin mừng hôm nay dạy: xem quả thì biết cây. Một tâm hồn bén rễ nơi Thiên Chúa chỉ có thể sinh hoa trái tốt, chỉ làm cho cuộc sống dồi dào. Hôm nay, con được mời gọi trổ sinh hoa trái cho những người quanh mình. Đâu là những quyết định can đảm mà con có thể thực hiện để cộng tác với môi trường quanh con? Những hành động nào gây ra ức chế cho tâm hồn con và cho vũ trụ này? Con dâng ngày sống của mình và nài xin Cha giúp con biết cách sống chăm sóc ngôi nhà chung của nhân loại. Xin Cha thương đến những người đã qua đời tại miền Nam Việt Nam vì dịch bệnh. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.